Dạ vâng, kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc đang truy cập đến kênh chuyên tech âm thanh và giới thiệu hàng bãi của bên em Tiến Audio Hải Dương. Quý vị các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, trong buổi đêm muộn ngày hôm nay, bây giờ chính xác là 11 giờ 5 của buổi đêm muộn ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, video này là một video có rất nhiều mặt hàng các bác nhá. Trông nó thế thôi, trông nó như này thôi, nhưng mà sau những quả trầm kia nó rất là nhiều mặt hàng nó lấp ở sau đấy các bác nhá. Rất nhiều, và các bác đừng bỏ lỡ chi tiết từng đoạn video. Em sẽ báo giá cho quý vị các bác, các anh em chúng ta sản phẩm trong video ngày hôm nay có những đôi loa trên 3 triệu đồng, rồi có những quả trầm cũng trên 3 triệu đồng rồi trở lên, rất là nhiều các bác, rồi những sản phẩm đắt giá trên chục rồi dưới chục đều có, và một đôi loa vô cùng độc đáo và rất hiếm, nó rất là khù khoằm. Em sẽ test âm thanh ở cuối clip này và cũng như báo giá về đôi loa rất là khù khoằm đó. Cái đôi loa khù khoằm đó nó đang nằm ở dưới cái tấm biển xanh mà em để kia, một đôi loa vô cùng nặng, nó nặng đến 60 kg một quả các bạn, thật sự mà nói mà bê không bê nổi luôn, quá là uất. Thưa quý vị các bác của anh em chúng ta, trong video này thì em tiến về được bộ dây Acuphase nhá, một bộ dây Acuphase, và bây giờ xin mời quý vị các bác, các anh em chúng ta hãy đến với chi tiết những sản phẩm này. Em sẽ đi vào giới thiệu ngắn gọn nhanh, còn các sản phẩm về hôm nay thì quá đẹp quá xuất sắc nhá, hàng bao dịp tuyệt đối cho quý vị các bác cùng anh em. Và bây giờ thì xin mời quý vị các bác, các anh em chúng ta hãy đến với sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm đầu tiên này em muốn giới thiệu với quý vị các bác cùng anh em chúng ta. Em về được một chiếc âm ni đờ lông rất là nổi tiếng. Con âm ni này là con âm ni đờ lông PMA 940V, máy đẹp keng các bác nha, máy đẹp keng. Chiếc âm ni này em bán cho quý vị các bác, các anh em chúng ta với giá là 11 triệu đồng nhá. 11 triệu đồng. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu ạ, hàng bao zin nhá, hàng bao zin, bên trong máy rất là đẹp, mặt nó rất là đẹp, thi thoảng có một những cái vết xước nhỏ, và đây là cái điều mà hàng bãi chúng ta rất là khó tránh. Nếu như con này nó đẹp hơn, xuất sắc một tí nữa thì giá này không bao có đâu các bác nhá, còn máy bao zin bao đẹp cho anh em. Và tiếp theo là chiếc đầu chạy đĩa CD cực kỳ nổi tiếng, hàng lặng như cối đá vậy. Đầu chuyên chạy đĩa CD, các bác phải nghe em giới thiệu nhé. Đầu chuyên chạy đĩa CD mang tên Soli đến từ Nhật Bản. Tên là đầu Soli, model là 5555 ESG các bác nhé. 3 số 5 ESG, em đọc lại này. Đầu CD, chuyên chạy đĩa CD Soli, 3 con 5 ESG. Chiếc đầu này công suất rất khỏe, lớn. Công suất đâu đó hình như là 26W thì phải. Đúng rồi, chính xác là 26W. Cửa đĩa ở giữa các bác nhé. Dòng này thì nó chạy không kén đĩa và rất là nhanh, tiếng của dòng này thì không thể chê vào đâu được các bác. Con đầu rất nặng, nó chạy hai nguồn nhá, rồi mặt nó xa, mặt nó đen và nó bóng lư luôn, mặt của nó rất là đẹp nhá. Chiếc đầu này em bán với giá là 6.800.000 đồng, giá này em bao rẻ nhất lịch sử đất nước Việt Nam này các bác nhá, bao rẻ nhất lịch sử đất nước Việt Nam ta, và bao đẹp keng. Có thể nói một câu là đẹp thiếu cái hộp xốp các bác nhá, đẹp thiếu hộp xốp. Chúng ta nhìn không thấy có vết nào để chê cả trên cái chiếc đầu này. Đầu Soli 3 con 5 ESG giá 6.800.000. Và tiếp theo là sản phẩm âm ni đờ lông PMA 890D. Đây là âm ni đờ lông PMA 890D. Mặt âm ni đen, chúng ta thấy chữ nghĩa rất nét và sáng. Em để như thế này thì cái ánh điện đấy nó phản quang, và chúng ta có thể có khả năng nói là một câu là nó khó nhìn, đúng không ạ, nó khó nhìn. Đấy, con này thì đẹp keng luôn nhá, nó khó nhìn đấy, phản ánh sáng khó nhìn. Trước âm ni này có giá 12 triệu đồng các bác nhá. Âm ni đờ lông PMA 890D có giá là 12 triệu đồng nhá. Giá 12 triệu đồng cho quý vị các bác cùng anh em. Bao zin và bao đẹp. Đó. Và tiếp theo là một bộ sản phẩm các bác rất là em có thể nói một câu là rất đáng
cái đồng tiền và rất đáng mua về để mà chơi. Đấy. Bộ dây loa và dây AV mang thương hiệu rất là nổi tiếng Acuphase. Chúng ta thấy là cái thương hiệu Acuphase là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đúng không ạ? Rất nổi tiếng luôn. Đấy. Cái bộ đầu jack này nhá. Đây các bạn thấy này. Chữ Acuphase. Uầy, chà chà. Đấy, Acuphase nhá. Hàng bãi. Rồi. Và nó lạc ở bên trên cái kho hàng của em thì nó lạc được bộ dây đến cả jack luôn về bán cho quý vị các bác cùng anh em chúng ta. Đấy, đây là dây jack AV nhá. Còn đây là dây loa. Dây loa đây, chữ Acuphase đây. Và đầu jack cũng có Acuphase. Thương hiệu của Acuphase. Đấy. Đỏ đen. Dòng này là hệ jack mạ vàng chống nhiễu rồi anh em nhá. Mạ vàng chống nhiễu và dây của nó là dây đồng các bác nhá. Dây loa là dây đồng. Rồi ok. Mỗi một dây dài là 2,5 mét các bác nhá. Mỗi một dây là dài, tức là mỗi một bên loa đấy nó dài 2,5 mét. Em có nói thế là các bác hiểu đúng không ạ? Và bộ dây này em tiến bán cho quý vị các bác canh em chúng ta cả dây loa lẫn jack AV đi theo bộ của nó là 3.500.000 đồng nhá. 3.500.000 đồng quá là đáng sở hữu luôn, thật sự nói như vậy, bổ câu như vậy, quá rẻ và nó rất cần thiết cho những bộ dàn âm thanh nhà chúng ta, ai ai cũng cần. Nhiều khi là các bác chưa biết thôi, nhưng mà em nói điều này thì các bác ai cũng biết chứ không phải là mình em nói ra. Chúng ta chỉ sợ chúng ta là không có tiền đầu tư thôi. Chứ còn nếu như chúng ta có tiền đầu tư trong một bộ dàn âm thanh của chúng ta đang nghe như vậy, nhưng chúng ta đầu tư một cái bộ dây chất vào nghe khác hẳn luôn các bạn. Chúng ta đầu tư một bộ dây loa và bộ dây jack AV, nó xịn, nó chắc chắn và nó đẹp, thì chúng ta nghe cái âm thanh cảm giác khác luôn so với những cái dây mà mấy nghìn một mét ở chợ các bác nhé. Điều này chắc ai cũng biết rồi. Và bây giờ xin mời quý vị các bác các anh em chúng ta hãy đến với sản phẩm tiếp theo. Những sản phẩm tiếp theo em sẽ giới thiệu về trầm, quả trầm MTX cực kỳ đáng chơi. Hôm nay em lại về thêm các bác nhé. Cái hàng này thì hôm qua hôm kia em bán đâu đó là 4 quả thôi đúng không ạ, 4 quả rồi, và 4 bác khách mua được, bác cũng đã biết rồi đúng không ạ, 4 quả. Quả này là quả thứ 5, bây giờ về là quả thứ 5. MTX đến từ Mỹ, bát 30 màng carbon gân mút gân cuộn zin và hai lỗ thông hơi cùng hướng cái bát úp gầm các bác nhá. Và ánh tiếng cực kỳ hay. Thùng gỗ lạng màu đen các bác nhá. Quả trầm này là quả trầm mà đến từ Mỹ, mang thương hiệu là MTX, model là SVDUP model 2 và điện của nó là điện Mỹ 120V, đầy đủ các cổng kết nối chơi ở đây các bác nhá. Giá 9 triệu đồng của quả trầm này, giá không thay đổi, 9 triệu đồng. Và anh em về tiếp quả nữa, hôm qua đâu có các bác có hai ba bác hỏi cái quả trầm mà tiếp cái này, nhưng mà hôm nay em lại về hàng các bác nhá. Hôm qua các bác hỏi em không nhận đời. Và tiếp theo hôm nay em tiến lại về thêm được một quả trầm, đó là quả trầm của Canada, hàng noi của Canada. Quả này tiếng cực kỳ chất luôn, giá cũng bằng tiền quả này. Đấy. Giá của quả trầm Canada này và quả trầm Mỹ này, bát 30, đờ bát 30, giá cũng 9 triệu đồng, một quả sử dụng bát gầm và một quả sử dụng bát mặt. Chúng ta ai thích bát mặt thì chơi quả Canada, ai thích bát gầm chơi của Mỹ, cũng hai lỗ thông hơi, một bát 30 mà carbon cũng gần mút và cũng có hai lỗ thông hơi. Đấy. Quả trầm này có một cái màu thùng vân gỗ. Đấy, quả Canada có thùng màu một thùng vân gỗ. Đấy. Quả trầm mang thương hiệu là PSB và cái số của nó không có, nó đề tiếng Anh đầy rồi, em không dịch được nhá, các bác thông cảm nhé. Và quả trầm Canada này là quả trầm hàng xuất các bác nhá, hàng xuất đi các thị trường Đông Âu. Thế nên là điện của nó là điện 230. Đấy, điện của nó là điện 230 hàng xuất. Còn Canada thì nó sử dụng nguồn điện giống nguồn điện Mỹ, đó là 120V, đó là hàng nòi các bác nhá. Đây các bác nhìn chữ là hàng Made in Canada, được sản xuất tại Canada các bác nhá, và xuất đi thị trường các thị trường trên thế giới. Ok, quả trầm này có giá 9 triệu đồng nhá. 9 triệu đồng. Ôi trời ơi, nặng lắm. Và tiếp theo
Các bác có nhìn thấy không nhỉ? Nhìn thấy rồi đúng không? Rồi, một đôi loa AR đến từ Mỹ rất đáng chơi thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta. Anh em hãy sở hữu ngay đi ạ và nhanh nha. Đôi loa AR 3 đường tiếng, một loa bass có đường kính là 20 màng carbon gân bút, một loa trung rất lớn có đường kính lên tới 18 và một loa siêu siêu tép các bác nha, siêu siêu tép, dòng loa tép này cực kỳ hay và sáng giá, đó là tép của AR. Sử dụng thùng gỗ lạng các bác nha, USA. Đây là đôi loa, cặp loa AR Acoustic Rexy-Rex. Rồi, rồi, nói chung là tiếng Tây cũng rồi, bó tay rồi, chịu rồi. Chúng ta cứ gọi là cặp loa AR cây đi nha. Đấy, dòng này thuộc dòng Bookseal các bạn, dòng thuộc dòng Bookseal nhá. Rồi, ok, cái cặp loa này có giá là 3.500.000 đồng các bạn nhá. Cặp loa này có giá 3.500.000 đồng, rẻ hơn của loa tàu luôn. Tiếng đánh cực kỳ chất và rất là hay, rất là hay luôn. Và cặp loa này em báo các bác, các anh em chúng ta biết là cặp loa này không que căng đâu nhá. Cặp loa này nó không que căng, nó về trong tình trạng như này và chúng ta thấy nha, các cái mặt đằng trước của nó đây nó cũng không có cái chỗ nào mà để e căng cả. Đấy, mà không biết là cái cặp loa này nó sản xuất ra cái e căng nằm đâu hay nó chỉ để như thế này thôi thì cũng không biết. Mặt của nó trông như là mặt đá luôn này. Đấy, cái vân của nó vân trông như là vân đá luôn, trong là để cái vân đá này để khoe ra cho nó đẹp hay sao, không có thấy, không thấy có cái lốt e căng nào hết các bác nhá, không có cái lốt nào để đóng e căng này cả. Đấy, chúng ta phải lưu ý nhớ rõ cho giúp em nhá. 3.500.000 cho cặp loa AR đến từ Mỹ, bass 23 tiếng, rất hay, quá tuyệt vời. Và tiếp theo là những sản phẩm trầm ngon bổ rẻ tiếng hay, không hay không lấy tiền thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, không hay không lấy tiền. Giới thiệu với quý vị các bác cùng anh em chúng ta một quả trầm. Quả trầm này bát màu đỏ, duy nhất có một quả bát màu đỏ mà thôi, giá 5.500.000 đồng. Quả trầm đến từ Mỹ, hàng đòi, bát 30 các bác nhá. Sử dụng bát 30 trầm mang thương hiệu LTR, bát 30 mà carbon gân bút nhá. Và cái lỗ thông hơi của nó em nó nằm bên này. Thì đối với quả tròn này chúng ta kê, rồi chúng ta phải kê cái bát thì nó thẳng hướng ra ngoài mặt của chúng ta. Và cái lỗ thông hơi này chúng ta phải áp nó vào tường, cách tường khoảng 10 đến 15 phân. Cái lỗ thông hơi này chúng ta áp vào tường giống như là chúng ta đang áp vào quả trầm như này này. Đó, nó mượn tường đánh rất là lực, rất là hay luôn. Kê như thế mới chuẩn, mới đúng các bác nhá. Và cái quả trầm này là quả trầm tên gì nhỉ? RTR. Quả trầm RTR model là RTR 12F. Xong rồi 2 đúng rồi, em đọc lại này. Quả trầm RTR model là 12F, công suất là 200W, để luôn công suất đây, và điện là 120V các bác nha. Đây, để công suất với điện đây, điện 120V điện Mỹ. Đấy, công suất 200W, giải tân cắt 60Hz các bác nha. Giải tân cắt 60Hz, đây là đường đi vào cho đường dây loa và đây là đường đi vào cho rắc hoa sen. Rồi, ok. Đấy, quả trầm có giá 5.500.000 đồng, bát 30. Chúng ta sẽ được sử dụng một quả trầm 5.500.000, giá trị 5.500.000, nhưng mà bát 30 mà lại đến từ Mỹ nữa. Tiếp theo là một quả trầm, em rất thích bán quả trầm này. Rất thích bán quả trầm này. Bát có đi là 27 thôi, bát 27 nhá. Bát 27 màng carbon, màng của nó màu trắng, gân cao su, hai cái lỗ thông hơi ở đây trông như là cái chi tổ chim bồ câu vậy đấy. Và cái thùng của nó, một cái thùng rất là chất. Đấy, thùng này là thùng sơn mài các bác nhá, thùng sơn mài, gọi là thùng phủ bóng piano đấy, thùng sơn mài hay còn gọi là thùng phủ bóng piano, có thể xoay gương được đây này, xoay gương được. Quả trầm này có giá là 5.800.000 đồng các bác nhá. Quả trầm có giá 5.800.000 đồng và quả trầm này là quả trầm Renta Audio Super Bass. Nó đề như vậy thôi các bác nhá, nó đề như vậy thôi, Renta Audio Super Bass. Quả trầm đến từ Canada các bác nhá, đây Canada ở đây, quả trầm đến từ Canada. Điện
Điện của em này là 115V đến 230V điện của nó. Tức là chúng ta có thể cắm điện từ 100 đến 220. Đấy, nó dao động điện như vậy, các bác thích cắm điện nào cũng được. Đấy nhá các bác nhá. Rồi đó ok, 5.800.000 đồng. Đầy đủ các cổng kết nối ăn chơi. Delta đến từ Canada. Và tiếp theo một sản phẩm cực kỳ ngon, bổ rẻ, bát 20 nhưng mà lại sở hữu trong lòng mình cái thùng rất là to các bạn, thùng rất là to. Quả trầm có giá tiền là 3.600.000 đồng nhé. Quả trầm có giá thành là 3.600.000 đồng. Em sẽ đo thử cái chiều cao cho các bác để các bác xem. Chiều cao của quả trầm này là 35, chiều rộng là 38, chiều sâu cũng 38. 38 là không tính cái cổng đo thùng nữa nhé, không có tính cái tản nhiệt đâu. Quả trầm này là quả trầm JBL, model là TLX-CS Sub 1. Tiếp theo cái model này nó hơi dài các bác nhỉ. Nó cứ gọi là quả trầm JBL mắt 20, thùng rộng cho em nhé. Quả trầm JBL model là TLX-CS Sub 1. Đấy. Quả trầm này là quả trầm điện AC 120V, điện Mỹ nồi các bác nha. AC tức là điện của nó là điện 120V, giải thần cắt là 60Hz, công suất 120W. Đầy đủ các cổng kết nối ăn chơi ở đây, chúng ta đang được nhìn thấy. Rồi. Quả trầm này thì nó kết nối bằng đường dây các bác nha. Có đường kết nối bằng đường dây, chứ không có đường kết nối rắc hoa sen. Và chúng ta cái điều này ấy, nó rất là đơn giản thôi. Cực kỳ đơn giản, chúng ta có thể kết nối rắc hoa sen rất là bình thường. Chúng ta đấu nối theo đường như thế càng dễ. Quả trầm JBL sử dụng một cái lo bát có đường kính là 20, màng carbon gân mút các bác nhá. Và lỗ thông hơi của nó cũng là nằm ở dưới gầm. Rồi rất ok, giá 3.600.000 đồng. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu với quý vị các bác cùng nhau chúng ta một sản phẩm đến từ Đức. Đúng là phải cạnh là trước thì phải đỡ mất thời gian các bác nhỉ, cạnh ra khó quá. Em căng sắt. Một đôi loa Bookshelf 3 đường tiếng đến từ Đức các bác nhé. Sử dụng cái bát này là bát 16 các bác nhé. Bát này là bát 16. Màng giấy, gân của nó là gân vải tẩm dầu. Gân vải tẩm dầu bỏ vào trong các bác nhé. Và một loa trung giấy cũng màng giấy, gân vải tẩm dầu bỏ vào trong. Và một loa tép giấy cũng gân vải. Tôi đôi loa này không bao giờ nghĩ đến cái điều kiện chúng ta phải buộc phải thay gân làm gì cả. Các bác nhá, rất ok. Đôi loa sở hữu thùng gỗ lạng vân rất là đẹp. Và đôi loa này là một đôi loa, đôi loa gọi là Honten. Đôi loa đây em có đọc này. Loa là nó Honten. Và hàng là hàng Margin Ghép Mali các bác nhá. Hàng được sản xuất tại Ghép Mali, tức là Đức các bác nhá. Các bác được đến từ Đức. Rồi. Đầy đủ thông số ở đây và toàn tiếng Tây rồi. Rồi. Chúng ta sẽ được sở hữu một đôi loa đến từ Đức. Đôi loa này có giá thành là 3 triệu đồng các bác nhá. Nghe cực kỳ chất luôn các bạn. Rất chất, em đã test đúng đấy rồi. Test âm thanh đúng đấy rồi, rất chất. Chúng ta có thể nghe nhạc và chúng ta có thể lấy cái đôi loa này để làm loa hỗ trợ lời, hỗ trợ lời khi hát karaoke. Nói thật rất là hay đấy.
Rồi, thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, trong căn phòng của em hôm nay em có hơi thay đổi một chút về không gian, vẫn test hàng ngày. Thì thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, bây giờ em sẽ giới thiệu một sản phẩm cuối cùng trong video clip ngày hôm nay và sẽ test một đoạn âm thanh cho quý vị các bác cùng anh em chúng ta được thẩm âm một chút. Thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, đây là một đôi loa đến từ Nhật Bản, đó là đôi loa Onkyo. Và bây giờ xin mời quý vị các bác các anh em chúng ta hãy đến với đôi loa này. Nó quá đẹp. Cái màu vân gỗ quá đẹp, quá xuất sắc. Không bị chảy xước bất cứ một chỗ nào các bác nhá. Không bị chảy xước bất cứ một chỗ nào. Đôi loa sử dụng 3 đường tiếng, một loa bát có đường kính là 30, màng carbon da rắn gân mút. Một loa trung đôm các bác nhá, một loa trung đôm và một loa tép đôm siêu đẹp. Và đôi loa này là hàng siêu khủng, siêu lặng và nó cũng gọi là hàng siêu hiếm các bác nhá. Hàng siêu hiếm. Chúng ta không phải là nhiều khi chúng ta có tiền mà chúng ta muốn mua đôi loa này ở đâu cũng được đâu các bạn. Đôi loa này đôi loa cực hiếm luôn. Và đôi loa này là một đôi loa rất là kỳ quặc. Rất là kỳ quặc. Nó quỷ quái, trông rất là quỷ quặc. Chúng ta thấy ở đằng sau nó vắt vát xuống, xong rồi chỗ này nó vắt vát rồi đây. Ôi, trông nó rất là quỳ quạc và nó có cả cái chỗ này đây. Đấy. Cái chỗ này ở đây thì ở đây nó là cái lỗ thông hơi này. Nó làm rất là quỳ quạc. Cái đôi loa này là một đôi loa rất là nặng. Nặng cực kỳ luôn. Nặng đâu đó 60kg một thùng các bác. Nặng đâu đó 60kg một thùng. Đôi loa Kenwood. Xin lỗi các bác lấy em mới hiểu Onkyo nhé. Đôi loa Kenwood. Model là NSG 5000 các bác nha. Loa Kenwood model là NSG 5000. Một đôi loa đời rất cao. Rồi. Có trở kháng là 6 ohm, công suất là 200W trên một thân thùng loa. Hàng made in Japan. Đôi loa siêu đẹp nha. Siêu đẹp và siêu lạ. Đầy đủ e căng nhé. E căng có để em để ngoài kia. Rồi. Và đến với bên này. Em nói thật các bác là siêu đẹp rồi. Em nói một câu siêu đẹp rồi nhá. Đẹp không tì vết luôn nhá. Đẹp không tì vết. Nói thẳng các bác như vậy. Và đôi loa này thì em sẽ tranh thủ đo cho quý vị các bác các anh em chúng ta về cái kích cỡ, cái chiều cao, chiều rộng cho đôi loa này. Nhá. Đôi loa Kenwood model NSG 5000, đôi loa có chiều cao là 70, chiều rộng là 40, chiều sâu là 34. Rồi, và bây giờ đến lượt báo giá cho sản phẩm loa Kenwood em vừa giới thiệu. Đôi loa này có giá là 16.800.000 đồng, giá ghi đây này. 16.800.000 đồng các bác nhé. 16.800.000 đồng. Giá siêu ngon, siêu rẻ. Và tiếp theo, hôm nay em tiến về được một chiếc âm ly vô cùng đẹp. Chúng ta nhìn thấy vô cùng đẹp, phải nói một câu như vậy. Vô cùng đẹp. Chiếc âm ly Samsui, dòng âm ly Sister Receiver, mang model là 8080. Huyền thoại rất nổi tiếng. Để em bật nguồn lên cho các bác, các anh em chúng ta xem. Còn đâu video này em không test cái con âm ly này các bác nhá. Đầy đủ các cổng cái lối để ăn chơi các bác nhá. Dòng âm ly này nó quá quen thuộc của người Việt Nam mình rồi. Rất đẹp, các lúm nút sáng bóng. Rất đẹp luôn các bác nhá. Quá ok về chiếc âm ly này. Chiếc âm ly Samsui Omni Sister Receiver bắt được chức năng đài FM và AM trên toàn lãnh thổ Việt Nam chúng ta. Có hai đồng hồ vu xanh đây là đồng hồ của tín hiệu đài FM và AM. Và đây là tín hiệu hai đồng hồ vu khi chúng ta mở nhạc. Nhá. Chiếc âm ly tuyệt vời đẹp. Chiếc âm ly này thì sở hữu trong đồng mình là 8 con sò sắt các bác nhá. 8 con sò sắt. Và điện của em nó là điện Mỹ 120V. Em này sử dụng một cầu điện là nguồn điện Mỹ 120V. Công suất đâu đó hơn 600W thì phải các bác nhá. Công suất em nhớ không nhầm thì là hơn 600W. Để em nhìn lại xem.
Em nhìn rõ công suất rồi, công suất là 520W các bác, công suất là 520W trong đi này rồi nhá. Trong đi này thì đánh loa nào cũng được các bác, đánh loa nào tiếng hay và rất chất, và em bán với giá là 25 triệu đồng các bác nhá. Trong đi Sansui Sisteri Server 8080, em bán cho quý vị các bác, các anh em chúng ta với giá là 25 triệu đồng chiếc âm đi này. Rồi, ok, giá bao rẻ, toàn lãnh thổ Việt Nam mình, không đâu có đâu các bác nhá. Rồi, chỉ có cửa hàng âm Tiến mới bán cho các anh em với cái giá rẻ như thế này một thùng mà thôi, các thiết bị âm thanh. Và hôm nay em về thêm được một chiếc âm đi rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Chiếc âm đi Marang PM8 2D chạy mạch class A các bác nhá. Chiếc âm đi này là chiếc âm đi chạy 8 sò than, công suất là 320W, sử dụng nguồn điện 100V, dòng âm đi có hai hồi gỗ, tuyệt vời đẹp, sáng bóng bong bóng, đẹp cực kỳ luôn. Đây là chiếc âm đi em chưa lau chùi. 84D và 74D em đang có, đây là hai anh em nhà nó. Đây là chiếc âm đi Marang PM84D. Clip này em sẽ test một đoạn nhạc cho các bác nghe về chiếc âm đi này. Chiếc âm đi này em bán cho quý vị các anh em chúng ta với giá là 11.500.000 đồng. 11.500.000 đồng âm đi Marang PM84D. Và tiếp theo là sản phẩm đàn em âm đi Marang PM74D có giá là 7.900.000 các bác nhá. Giá là 7.900.000. Và âm đi Lichman 600S các bác nhá. R âm đi Lichman R600S có chức năng đài FM các bác nhá. Dòng âm đi Xuân Tụ. Chiếc âm đi này có giá là 7.500.000 đồng các bác nhá. 7.500.000 đồng. Và trên là âm đi Lichman Modern L80 bản kỷ niệm 50 năm, giá 15 triệu đồng. Và tiếp theo là âm đi Jaguar PA203L đời sản xuất năm 1997 các bác nhá. Chiếc âm đi này có giá 9.500.000 đồng, bao zin và bao đẹp keng cho anh em. Và bây giờ thì xin mời quý vị các anh em chúng ta hãy đến với buổi test âm thanh cho bộ sản phẩm này. Em sẽ test một đoạn nhạc cho dù là đêm cũng đã muộn và thời gian cái video cũng đã quá dài, em cũng vẫn cứ làm một cái video để cho anh em nghe chất âm của đôi loa Kenwood này. Các bác thông cảm nhá, em sẽ test một đoạn nhạc thôi. Đừng khóc đâu yêu em,
tình khắc lên nỗi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị, các bác cùng anh em.